Thưa quý vị, chào sáng nay ngày 7 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị trao đổi về chương trình nội dung hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Trong năm 2023, Sở Nội vụ triển khai phối hợp với phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long tổ chức 7 lớp bồi dưỡng với gần 900 học viên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mời các chuyên gia kinh tế phản biện quy hoạch tỉnh, trong đó có chuyên gia của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi thảo luận về việc triển khai các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, hoạt động nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế tỉnh Long An. Các chương trình nghiên cứu theo nghị quyết số 13 về phát triển gắn giới liên kết dùng theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bền vững và toàn diện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa trân trọng và đánh giá cao sự đóng góp của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đối với tỉnh Long An Thời gian qua, trường đã phối hợp triển khai nhiều lớp bồi dưỡng mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là trong việc tham vấn cho tỉnh vấn đề quy hoạch. Ông mong rằng thời gian tới, trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với tỉnh Long An nghiên cứu tìm ra giải pháp trong việc phân luồng học sinh hiệu quả.